Sau Tết, nhiều hộ nuôi cá lóc ở các tỉnh miền Tây đã rất phấn khởi với giá cá lóc cao kỷ lục 36.000 đồng một ký bán tại ao nuôi. Ông Hồ Văn Ngon ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa xuất bán 50 tấn cá lóc thương phẩm trong sáng nay, mùng 7 Tết với giá 36.000 đồng một kg, loại 3 con một ký. Với giá này, sau khi trừ chi phí, ông lời gần 200 triệu đồng. Như vậy, sau nhiều tháng lao dốc, hiện thị trường cá lóc đã khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, bà con cần cân nhắc khi thả nuôi, vì theo chính quyền huyện Hồng Ngự, từ 450 hectare nuôi cá lóc, sau thời gian rớt giá thê thảm, diện tích nuôi cá lóc tại địa phương chỉ còn vài chục hectare, sản lượng ít nên giá tăng là điều bình thường, nhất là sau Tết.